Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2019. Đảng ủy cơ quan huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Ban tuyên giáo huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư tưởng văn hóa 6 tháng đầu năm 2019. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện họp triển khai phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trong các ngày từ mùng 8 tháng 7 đến 12 tháng 7 năm 2019, Đảng ủy cơ sở cơ quan đoàn thể huyện, Đảng ủy xã Bương Đờ Rang, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Búc phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện. Dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn huyện Krông Búc. Đoàn xã Bơn Đờ Rang tổ chức chương trình một ngày trải nghiệm cho các em thiếu nhi đoàn viên. Phần cuối chương trình là nội dung huyện Krông Búc tổ chức hội thi buôn vui chơi buôn ca hát lần thứ 2 năm 2019 tại xã Chi Né. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc đã tổ chức liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2019. Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh: trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng các đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Krông Búc đã khắc phục hạn chế, từng bước khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia liên hoan lần này có 7 đội thi đến từ 7 xã trên địa bàn huyện. Các đội phải trải qua 3 phần thi, bao gồm phần thi tìm hiểu văn bản quy định về chế độ, chính sách liên quan đến đài truyền thanh cơ sở, biên tập sản xuất một chương trình bản tin địa phương với thời lượng 15 đến 20 phút, và phần thi thứ 3, sản xuất trực tiếp một chương trình phát thanh tại liên hoan, thời lượng từ 10 đến 15 phút. Đây là những tiêu chí cơ bản và quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động của đài truyền thanh cơ sở tại các xã. Các phần thi đã thu hút được sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Liên hoan lần này đã có sự quan tâm đầu tư của ban biên tập đài truyền thanh 7 xã, cũng như sự phối hợp hiệu quả trong sản xuất chương trình giữa các thành viên. Các đội đã lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung tin bài tương đối phù hợp với nhu cầu, thông tin của cán bộ, nhân dân và tính thời sự của địa phương. Một số ban biên tập đã có sự đầu tư trong lựa chọn nội dung, cách thức viết tin bài, chú trọng trong khâu biên tập để nâng cao chất lượng truyền tải thông tin cũng như tuyên truyền, hội tụ đủ yếu tố của thông tin báo chí. Một số đơn vị đã chú trọng khai thác hiệu quả đề tài về gương người tốt, việc tốt, kết cấu chương trình phù hợp. Kết thúc liên hoan, giải nhất được trao cho đài truyền thanh xã Tân Lập, giải nhì được trao cho đài truyền thanh xã Chư Bâng, đài truyền thanh xã Chư Cô Bô đạt giải 3. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 4 giải khuyến khích cho các xã Bâng Đờ Rang, E Xin, Chư Né và E Ngai. Về giải cá nhân cho phát thanh viên, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Trọng Đạt xã Chư Bâng, giải nhì thí sinh Hờ Ly Cờ Pá xã Chư Né, giải ba thí sinh Phan Văn Hạnh xã Bâng Đờ Rang, và giải khuyến khích thuộc về thí sinh Hờ Rá Ni Ê, đơn vị xã E Xin. Liên hoan lần này là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở các xã trên địa bàn huyện Krông Búc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức về công tác truyền thanh tại cơ sở, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, hệ thống truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên ban biên tập, cán bộ đài truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức xây dựng chương trình truyền thanh phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 11 tháng 7, Đảng ủy cơ quan huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ cơ quan huyện ủy Krông Búc luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, tích cực chủ động, tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu mà nghị quyết đã đề ra. Công tác chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị được quan tâm. Đảng bộ đã hoàn thành công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể trong khối cơ quan huyện ủy đã phát huy vai trò, triển khai có hiệu quả các phong trào hoạt động. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 12 tháng 7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư tưởng văn hóa 6 tháng đầu năm 2019. Đến dự có đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hệ, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định, cán bộ đảng viên nhân dân yên tâm công tác lao động sản xuất, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng văn hóa trên địa bàn huyện, chỉ đạo phối hợp với các ngành tư tưởng văn hóa tổ chức triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kịp thời hướng dẫn và định hướng nội dung tuyên truyền đến các cơ quan thông tin đại chúng. Các ngành trong khối khoa giáo trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Một số ngành có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Công tác thông tin truyền thông được quan tâm đẩy mạnh, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của khối khoa giáo tư tưởng văn hóa. Qua đó, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, phát huy những kết quả đạt được, khối khoa giáo tư tưởng văn hóa sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Cơ Đông Búc đã họp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch sốt xuất huyết của các cơ quan chuyên môn và các xã để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cuộc họp, các đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị, yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện và các xã tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch sốt xuất huyết. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập đội tình nguyện và kiểm soát dịch, đồng thời thành lập đội phòng chống dịch cơ động của huyện, tập trung xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn. Thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu, thau rửa dụng cụ chứa nước, diệt bọ gậy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền cung cấp, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, nhằm khống chế, không để dịch kéo dài, lan ra diện rộng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 7 năm 2019, Đảng ủy cơ sở cơ quan đoàn thể huyện, Đảng ủy xã Bơn Đờ Rang, Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Vào sáng ngày 8 tháng 7, Đảng ủy cơ sở cơ quan đoàn thể huyện Cơ Đông Búc đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ cơ quan đoàn thể huyện ổn định. Đảng bộ tiếp tục quán triệt thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, triển khai hiệu quả chương trình số 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiết kiệm làm theo lời Bác, thực hiện tốt việc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tổ chức thực hiện đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo chỉ đạo của cấp trên. Các cơ quan trong khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng, hoạt động kiểm tra giám sát đảm bảo đúng quy trình kế hoạch. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Vào sáng ngày 10 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Cơ Đông Búc đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Izon Katut, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy đã đến dự. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Cơ Đông Búc có tổng số 2.150 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong đó có 1.925 đoàn viên công đoàn. Tiền lương cán bộ công chức viên chức và người lao động được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động và hoạt động công đoàn được chú trọng, phát triển đoàn viên, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Về dự và tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Yson Ketut, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Ajun Hờ Hương, Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cũng như những đóng góp của tổ chức công đoàn huyện Krông Búc trong xây dựng và phát triển huyện nhà thời gian qua. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua quyết định khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn tại địa phương thời gian qua. Vào sáng ngày 10 tháng 7, Đảng ủy xã Bơn Đờ Rang đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh trật tự cơ bản đạt được những kết quả tích cực, đạt 12 trên 23 chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Bơn Đờ Rang đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 8 và nghị quyết về nhiệm vụ chuyên đề năm 2019. Đã có gần 900 lượt cán bộ đảng viên tham gia học tập. Đảng ủy đã kết nạp được 12 trên 23 đảng viên mới, đạt 52,1%. Tiến hành kiểm tra giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng 2 trên 3 chi bộ. Giám sát đảng viên chấp hành được 62 trên 181 đảng viên. Thi hành kỷ luật trong đảng đối với một đảng viên vi phạm chính sách dân số. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các chi bộ cơ sở về các nội dung như cần tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương, việc xây dựng đường giao thông nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Krông Búc đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy xã Bơn Đờ Rang. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy xã Bơn Đờ Rang cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để sớm hoàn thành 23 chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu năm 2019, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búc đã tổ chức tuyên truyền an toàn cho trẻ em tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Có 900 học sinh tham gia. Hội đã phối hợp với Ban dân vận huyện ủy và Công an huyện Krông Búc tuyên truyền hệ lụy tín dụng đen tại 21 thôn buôn ở các xã Bơn Đờ Rang, Chư Bâng và Chư Né. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với các ngân hàng tại địa phương giải ngân cho 79 cán bộ hội viên phụ nữ với số tiền 2 tỷ 650 triệu đồng. Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đại diện 8 hội cơ sở đã ký cam kết hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa dùng một lần để đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng mong muốn rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ hội cơ sở xây dựng phong trào phụ nữ có nhiều chương trình hỗ trợ để hội viên thoát nghèo bền vững. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao vốn khởi nghiệp cho 7 hội viên nghèo với số tiền 7 triệu đồng trên một hội viên. Từ nguồn vốn hỗ trợ, hy vọng rằng các hội viên sẽ có định hướng sản xuất kinh doanh hiệu quả, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc đã phát động và tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện. Với chủ đề Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, buổi phát động tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang huyện trong thực hiện văn hóa công sở, thực thi công vụ, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn hóa chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong lực lượng vũ trang huyện, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Tổ chức phát động thi đua trang trọng
mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, bảo đảm an toàn tiết kiệm. Tại buổi phát động, đại diện các đơn vị đã lên ký kết giao ước thi đua. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn huyện Krông Búc. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Krông Búc, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, huyện Krông Búc ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 7 trên 7 xã, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Bưng Đờ Rang 247 ca, Cư Né 31 ca, lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu trong độ tuổi lao động. Theo cơ quan chuyên môn cho biết, ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện tại thôn Tân Lập 3, xã Bưng Đờ Rang vào tháng 2 năm 2019 với 2 trường hợp mắc. Sau khi tổ chức dập dịch thì bệnh sốt xuất huyết lắng xuống. Tuy nhiên đến tháng 5 2019, số ca mắc bệnh gia tăng đột biến. Đến nay, trung bình mỗi ngày toàn huyện ghi nhận khoảng 20 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nguyên nhân số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tăng nhanh là do thời tiết diễn biến thất thường, lúc mưa ẩm, lúc nắng nóng. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan trong việc phòng chống bệnh, công tác dọn vệ sinh môi trường chưa được chú trọng đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sản ẩn nấp. Để ngăn chặn dịch bệnh và hạn chế thấp nhất số người mắc sốt xuất huyết, ngoài chuẩn bị máy móc, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các xã, Trung tâm Y tế huyện còn tiến hành khoanh vùng, xử lý 11 ổ dịch bằng phun hóa chất, là địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất huyện. Cán bộ nhân viên trạm y tế xã Bưng Đờ Rang đã cùng với đội ngũ cộng tác viên y tế thôn buôn trực tiếp đến từng gia đình, hướng dẫn người dân xử lý các vật dụng có nước tù đọng để ngăn chặn sự sinh sản phát triển của muỗi, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi ở, chủ động diệt trừ lăng quang, thường xuyên phát quang bụi rậm, khi ngủ phải mắc màn. Để công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế huyện đã tăng cường vai trò hoạt động của đội xung kích diệt lăng quang tại tất cả các thôn buôn, tiến hành khoanh vùng phun hóa chất diệt muỗi, theo dõi chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết tại cơ sở, đặc biệt là những khu vực có nhiều ổ dịch như xã Bưng Đờ Rang, Chư Né. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương, thì ý thức phòng bệnh của người dân là điều quan trọng nhất, vì các cán bộ y tế không thể hàng ngày đến nhà dân dọn vệ sinh đổ nước tù đọng ở các vật dụng chứa nước, mà chính người dân phải chủ động vệ sinh sạch sẽ nơi ở, xử lý tốt dụng cụ phế thải, vũng nước quanh khu vực nhà ở, không để cho muỗi có môi trường sinh trưởng và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn xã Bưng Đờ Rang phối hợp với trạm cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình một ngày trải nghiệm cho các em đoàn viên trên địa bàn xã dịp hè 2019. Đến với chương trình một ngày trải nghiệm, các em đoàn viên đến từ 21 thôn buôn trên địa bàn xã sẽ được các chiến sĩ trạm cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy thông qua những hình ảnh trực quan sinh động. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trả lời các câu hỏi tình huống cháy nổ thường xuyên xảy ra tại gia đình, nắm bắt cách xử lý thoát nạn trong các sự cố cháy nổ xảy ra, tham gia vào các trò chơi nhóm, các bài tập thể lực và được hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản đối với các vết thương, vết bỏng và ngộ độc khói gây ra. Các em tham gia chương trình còn được tổ chức phân theo đội tham gia các trò chơi lớn, nhảy dân vũ. Thông qua chương trình đã giúp các em thiếu nhi đoàn viên có thêm kiến thức bổ ích về các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đồng thời xây dựng cho các em một số kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng sống cho các em, giúp các em thêm tự tin, vững kiến thức, giao lưu xây dựng tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, giúp các em hiểu biết thêm về một số kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh tồn qua các trò chơi và tạo một sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi đoàn viên trong dịp hè. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung huyện Krông Búc tổ chức hội thi buôn vui chơi buôn ca hát lần thứ 2 năm 2019 tại xã Chư Né. Hội thi buôn vui chơi buôn ca hát huyện Krông Búc diễn ra tại sân vận động buôn giá xã Chư Né với hai nội dung chủ yếu. Buổi chiều diễn ra các trò chơi dân gian truyền thống gồm thi đẩy gậy, đi cà kheo, thi kéo co, thi nhảy bà bố. Buổi tối diễn ra các nội dung thi diễn tấu chiêng, thi hát đối đáp múa dân gian, thi nấu rượu cần ngon, thi giã gạo nhanh và phần thi lẩy bắp. Hội thi đã thu hút đông đảo bà con nhân dân hai buôn đến cổ vũ. Đối với địa bàn huyện Krông Búc là có 14 dân tộc sinh sống, cho nên là mỗi dân tộc thì có một cái bản sắc văn hóa riêng. Muốn
giữ gìn và phát huy được các cái giá trị truyền thống văn hóa của cả dân tộc đó, cũng như là tạo cái tinh thần đoàn kết của dân tộc, thì huyện Cư Đông Búc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với trung tâm văn hóa tỉnh là tổ chức cái chương trình bốn vui chơi bốn ca hát. Thông qua các cái trò chơi, các cái hoạt động giao lưu văn hóa này thì sẽ tạo được cái sự gắn kết, đoàn kết các buôn làng với nhau, thì từ đó là tạo được cái sự đoàn kết trong đời cuộc sống, cùng giúp đỡ nhau trong cái phát triển kinh tế, rồi là góp phần ổn định cái tình hình an ninh chính trị của địa phương. Hội thi là hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc ED, là sân chơi lành mạnh bổ ích để người dân giữa các buôn trên địa bàn xã Chân Né giao lưu, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Tham gia chương trình buôn vui chơi buôn ca hát hôm nay tôi rất là vui, rất là phấn khởi khi vì chúng tôi được tập luyện với nhau và tăng cái tình đoàn kết giữa hai buôn với nhau. Buôn vui chơi buôn ca hát hôm nay thật sự rất là thực tế và rất là bổ ích cho thế hệ trẻ sau này. Tại vì hôm nay tôi được giao lưu với tất cả các nghệ nhân của hai buôn và được biết cách đan gùi, cách giã gạo, cách lấy bắp của từ hồi xưa mà cha ông ta để lại. Và tôi rất là mong cái chương trình này tiếp diễn được nhiều lần hơn để thế hệ trẻ sau này có thể lưu truyền được cái vẻ đẹp văn hóa truyền thống dân tộc của mình. Không những vậy, những nét đẹp truyền thống như diễn tấu chiêng, hát đối đáp, những sinh hoạt truyền thống như giã gạo, đan gùi, đến những hoạt động ẩm thực như ủ rượu cần ngon đã được giới thiệu, khôi phục, gìn giữ và phát huy đến toàn thể bà con nhân dân, đặc biệt tầng lớp thế hệ trẻ. Với cương vị là thành viên ban thẩm định, tôi nhận thấy một điều rằng qua cái hội thi lần này là kết quả rất cao. Hai đội cạnh tranh nhau từng nửa điểm một. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã kêu gọi được cái sự cổ vũ của các cổ động viên về tham dự cái buổi hội thi này rất đông. Khoảng chừng là hơn 2.000 người đã về tham dự và cổ vũ cho cái hội thi lần này. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 36 giải cá nhân cho các vận động viên và các nghệ nhân có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi của hai buôn Giá và buôn Rao. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Cư Đông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.